Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Một mẫu laptop của Dell như rất nhiều video mình đã từng review cho các bạn, chúng ta có thể bẻ như thế này, đúng không ạ? Tuy nhiên với mẫu laptop XPS này thì chúng ta sẽ còn bẻ được như thế này. Nghĩa là chúng ta sẽ bẻ được 360 độ luôn. Và chúng ta có thể biến cái mẫu laptop này trở thành một chiếc máy tính bảng rất là giống với cả Surface luôn. Các bạn thấy không? Đó, màn hình thì thậm chí là màn hình cảm ứng luôn nhé các bạn nhé. Đây là mẫu laptop Dell XPS 139365. Mẫu laptop này có rất nhiều những điểm nổi bật, mà khi mà chúng ta nhìn vào cái cấu hình thôi là chúng ta đã cảm thấy là nó quá ngon rồi. Chip thì là chip Core i7 này, RAM thì là 16GB này, có SSD ở đây này. Và cái SSD của nó là SSD 512 nha các bạn nhé. Trời ơi, 512 SSD mà các bạn quy ra tiền mặt thì nó là bao nhiêu tiền, nó là bao nhiêu triệu đây. Đó, rồi là chúng ta sẽ có màn hình là màn hình Full HD và đây là màn hình cảm ứng. Đó, tiếp tục nữa, trọng lượng thì vô cùng là nhẹ thôi, chỉ có rơi vào khoảng 1,2kg thôi. Đấy, rồi là bên trong này thì sao, sờ và rất là sướng tay, bởi vì đây là carbon luôn. Các bạn tưởng tượng là carbon thì nó đắt tiền như thế nào. Có cảm biến vân tay, xoay 360 độ. Và mức giá tại Tín Phát Laptop cũng vô cùng rẻ, chỉ rơi vào khoảng 17.490.000 mà thôi. Các bạn tưởng tượng như này này, 17.490.000 để mua một cái mẫu laptop như này, nếu mà mua mới ít nhất nó phải 3-40 một cái mẫu laptop như này. Đấy, và mức giá đó khi các bạn mua tại Tín Phát Laptop là mức giá đã bao gồm cả chi phí bảo hành trọn đời cho các bạn, đã bao gồm cả cái win bản quyền cho các bạn. Và nếu các bạn đến Tín Phát Laptop, các bạn nhập mã Dương Dê 300 hoặc là nói rằng là các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê, mặc định sẽ được giảm tiếp 300.000 đồng nữa. Đấy, nghĩa là mức giá cuối cùng các bạn mua cái sản phẩm này sẽ chỉ còn là 17.190.000 mà thôi. Và mình nghĩ rằng là với mức giá đó thì nó đã rẻ hơn rất nhiều so với cả một cái MacBook mà mình đang sử dụng bây giờ rồi. Đấy, và thậm chí là MacBook những cái đời cũ ấy, chưa chắc đã có cảm biến vân tay như là con này đâu. Con này cảm biến vân tay cực nhạy luôn. Đấy, và mình thích nhất là cái kiểu này, gập màn hình như này và làm màn hình cảm ứng, cái điều mà MacBook thời điểm hiện tại vẫn chưa có được. Đấy, chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái máy tính bảng. Đấy, và có một cái máy nó quá ngon như này thì mình bây giờ cũng không hiểu là máy tính bảng sẽ bán kiểu gì đây, hoặc là đặc biệt là Surface sẽ rất là khó ấy, bởi vì Surface có một đặc điểm rất nguy hiểm, đấy là rất khó sửa chữa. Surface thực sự là rất khó sửa chữa nếu mà xảy ra hỏng hóc, nhưng con Dell này thì cực kỳ là dễ sửa chữa này, và cơ bản là tại Tín Phát Laptop thì đã được bảo hành trọn đời rồi nên là yên tâm rồi, đúng không nào? Rồi, và lại là mình đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn một chiếc laptop XPS 13. Thế nhưng mà con này nó đặc biệt rất nhiều so với con 9343 hôm trước mà đã giới thiệu cho bạn. Con này nó, phiên bản của nó sẽ là 9365. Nhưng có một điều mà nó rất đặc biệt ở đây, đó chính là con này nó có thể gập được 360 độ thành như là một chiếc máy tính bảng luôn. Và nó có tên là XPS 13 9365 2-in-1. Đó, tức là 2-in-1 đó các bạn à, vừa là máy tính bảng cũng như là vừa laptop luôn đó. Và thật sự là con này có rất là nhiều điều mà mình muốn gửi đến cho các bạn ngày hôm nay đây. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết luôn này. Đầu tiên đó chính là về phần thiết kế. Toàn bộ vỏ ngoài của nó sẽ được hoàn thiện từ hộp kim nhôm. Cùng với đó là mặt bằng phím bên trong thì sẽ được hoàn thiện từ khung sợi carbon, rất là chắc chắn. Màn hình thì trang viên, đây là cái lối thiết kế cực kỳ quen thuộc rồi, đúng không nào? Và cái nét đặc trưng khiến cho nó nổi bật hơn rất nhiều so với cái chiếc Spectre X360 của HP. Đó, viền này người ta gọi là Infinity Edge. Đây là cái tên gọi mà Dell họ đã dành cho cái phần viền màn hình siêu mỏng như thế này. Rồi, và tiếp theo, như mình đã nói ở đầu video thì con này nó sẽ có cho chúng ta là một cái bản lề với góc mở lên đến là 360 độ, có thể là giúp cho cái chiếc XPS 13 này biến thành một chiếc máy tính bảng luôn. Bên dưới logo của Dell thì chúng ta sẽ có thêm, đó chính là một cụm camera kép để quét gương mặt 3D. Đây là điều mà mình thấy rằng là nó cũng khá là hay đó, nhưng mà thật sự là khi mà các bạn đặt cái cụm camera ở phía bên dưới như thế này thì nó sẽ quay theo hướng là từ cằm lên trên mặt của bạn. Thì nhìn nó trong mặt của bạn nó sẽ mập hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những bạn nào mà hơi mũm mĩm một tí thì sẽ thấy cái nọng á. Đây, điều này là một cái điều mà gọi là khá là bất tiện, mà đánh giá là nó sẽ là khá là bất tiện ở thời điểm hiện tại. Vì thường thường thì những cái webcam này họ dùng để không phải là để selfie, chỉ là để video call thôi. Thế nhưng mà con này thì nó sẽ cho một cái trải nghiệm nó hơi buồn cười một tí là như thế. Đó, tại vì cái phần viền ở trên này nó quá mỏng rồi, nó không thể tích hợp một cái camera vào trong này được.
Về kích thước tổng thể thì chúng ta sẽ có đó chính là dài là 30cm này, rộng là 20cm, cùng với đó là dày chỉ là 1,3cm thôi, cực kỳ mỏng luôn. Với cái kích thước tổng thể nhỏ gọn cũng như là một cái trọng lượng nhẹ như vậy thì rõ ràng trong quá trình mà các bạn muốn mang nó đi đâu đó, di chuyển đến quán cà phê, đến cơ quan văn phòng thì thật sự nó rất là tuyệt vời. Các bạn cứ nghĩ tưởng tượng coi, khi mà các bạn ra bên ngoài quán cà phê và các bạn bị nó 360 độ các bạn ngồi dùng, các bạn biết là thứ nhất là các bạn sẽ có hai trường hợp như sau. Đó chính là một là bị chửi, hai là người ta sẽ trầm trồ về cái công nghệ mà các bạn đang sở hữu. Thật sự đó. Còn về cổng kết nối thì sao? Đó, thì với cái lối thiết kế siêu mỏng như vậy thì tất nhiên nó phải loại bỏ ra những cái cổng kết nối mà có kích thước lớn, ví dụ như là HDMI, VGA và thậm chí là USB 3.0, cổng Type-A đó các bạn ạ. Đó, thì còn lại chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên đó chính là phần bên trái, chúng ta sẽ có là một phím cứng để kiểm tra thời lượng pin này, một jack 3.5 này, một cổng Type-C Gen 1 kim luôn cả sạc. Cùng với đó là bên phải chúng ta sẽ có là một cái phím cứng để mở nguồn này, một đầu đọc thẻ SD này, một cổng Type-C, cổng Thunderbolt 3, cùng với đó là một khóa Kingston. Còn về phần màn hình thì con này nó sử dụng tấm nền IPS đến từ Sharp, có hỗ trợ cảm ứng, có kích thước là 13.3 inch, độ phân giải là Full HD với mặt độ điểm ảnh cho ra 166 ppi và nó có cho chúng ta là độ sáng 300 nit. Thật ra ấy, cái thông số của nó sẽ là 400 nit nhưng mà mình có tham khảo trên một số cái nguồn như là Notebookcheck ấy thì nó chỉ để là họ kiểm tra được chỉ là 300 nit thôi chứ không thực sự lên đến 400 nit như là những lời những cái thông số mà nhà sản xuất họ đã công bố. Đó. Cho nên là ok, thì với 300 nit như thế này các bạn có thể thoải mái như ngồi trời rồi, khá là ổn trong điều kiện mà cái góc mình làm việc kia thì nó thường sẽ có ánh sáng trực tiếp ở bên ngoài chiếu thẳng vào. Đó, cái cửa sổ chiếu thẳng vào luôn. Cho nên là trong quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng là ok, nó hiển thị hình ảnh khá là tốt với cái độ sáng là 300 nit như vậy. Cùng với đó là nó cho ra cái chất lượng màu sắc cũng như chất lượng chi tiết rất là tốt. Ừ, mình đánh giá là với cái kích thước màn hình 13 inch cùng với đó là độ phân giải Full HD thì như vậy nó đã quá là đủ rồi. Đó, thật sự đây là một cái option rất là cân bằng cũng như là gần như chúng ta không thể nào chê và đòi hỏi cao hơn được về cái chất lượng hiển thị nó so với màn 2K được. Tại vì là đối với cái màn Full HD nó sẽ có thêm một điểm nữa, đó chính là nó sẽ tối ưu tốt hơn so với màn option 3K. Con này nó sẽ có thêm cái option 3K các bạn nhé. Nhưng mà nếu như các bạn nào muốn có trải nghiệm tốt nhất thì các bạn có thể chọn option đó cũng được. Còn về phần tông màu thì nó sẽ đi theo hướng trung thực, tuy nhiên là nó không quá rực rỡ các bạn nhé. Trong một số sản phẩm cùng quan khúc thì con này nó cho ra một cái chất lượng màu sắc nó hơi nhạt hơn một tí, nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ phù hợp hơn với những cái tác vụ yêu cầu chuyên môn như là chỉnh sửa ảnh hoặc là dựng video. Đó, cũng chính là vì màn ABS cho nên là nó có một cái góc nhìn rất là rộng, không có hiện tượng bị đảo màu cũng như là trải nghiệm hiển thị rất là tuyệt vời trên con này. Và trong cái phân khúc 17 triệu như vậy, rất là khó để kiếm ra một cái con nào mà có cái option ngon như con này, thật sự như thế luôn các bạn à. Về phần cấu hình thì con này nó sẽ sử dụng là Core i7-7i75 Cadillac. Đây là một dòng chip mà nó cải thiện hiệu năng nhưng mà không quá nhiều so với hệ tiền nhiệm. Cùng với đó là nó sẽ tập trung vào cái phần là tối ưu cũng như là để tiết kiệm pin hơn. Dù sao đây là một chiếc laptop, nó được sinh ra với cái nhu cầu, với cái đối tượng nó hướng đến đó chính là doanh nhân văn phòng chứ không phải là để gaming. Cho nên là những cái điều mà nó bắt buộc phải có đó chính là về trải nghiệm hiển thị cũng như là trải nghiệm thời gian sử dụng pin là bắt buộc là phải nổi bật nhất. Và với con chip Core i7-7i75 thì nó sẽ sử dụng cái GPU đó chính là HD Graphics 615. RAM được trang bị cho con này sẽ là 16GB DDR3 cùng với đó là SSD 512GB, cực khủng luôn. Mad option rồi các bạn à. Với mức giá 17 triệu các bạn bỏ ra như vậy thì với cái mức cấu hình như vậy, XPS 13-9365 tập trung vào tối ưu các cái tác vụ văn phòng này cũng như là học tập thôi. Thế hệ chip này thì như mình đã nói là nó là một thế hệ chip tiết kiệm điện năng, nhưng mà nó vẫn là khá thoải mái khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ nặng, ví dụ như là chỉnh sửa ảnh, video hoặc là chơi game vẫn được trên con này các bạn nhé. Còn về phần bàn phím con này thì nó cho mình một cảm giác, đó chính là với cái dạng half chiclet như này, tuy là nó cho ra một cái hành trình phím sâu hơn so với cái dạng chiclet của HP, thế nhưng mà về cơ bản thì để mà so sánh những cái chất lượng bàn phím tốt nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là ThinkPad. Tại vì ThinkPad họ có một cái hành trình phím khá là sâu, gần đến 1cm cơ, các bạn phải hiểu là như thế. Còn dạng half chiclet này nó chỉ là dài hơn so với chiếc LED của HP thôi. Và cái cách gõ phím như thế này thật sự là mình đã rất thích với cái dạng chiếc LED của HP rồi. Cho nên là với dạng hát chiếc LED này thì mình lại còn hài lòng hơn nữa. Đó, mình không có gì để chê về cái phần trải nghiệm bàn phím của con này cả. Kích thước phím của nó cũng là vừa phải và khoảng cách phím rộng, phản hồi rất nhanh, tuyệt vời.
Còn về phần touchpad thì cảm giác vuốt của nó thì cũng rất là tuyệt luôn, siêu ngược. Và khi mà thậm chí là tay mình khi mà nó ra mồ hôi tay á, với những cái thiết kế ở dạng touchpad của laptop văn phòng ở thời điểm hiện tại thì nó thường nó sẽ sử dụng mặt kính, cho nên là khi mà nó ra mồ hôi ấy, nó sẽ cho cái hiện tượng nó sẽ bị rít và hơi bị khó rê. Nhưng mà con này không, bất chấp luôn, dù tay mình nó hay ra mồ hôi nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì vuốt con này cực kỳ mượt đó. Còn về kích thước của cái touchpad này, nó sẽ thiên về chiều dài, chiều ngang. Kích thước như thế này thì mình thấy nó cũng đã quá là rộng rãi rồi ấy. Mình thao tác thì cứ mà theo kiểu là thao tác nó vuông tay thoải mái như thế này mà nó không chạm vào những cái phần góc cạnh của cái touchpad, là như vậy là một trải nghiệm thoải mái rồi chứ còn gì nữa, đúng không nào? Còn về phần lo thì sao? Đã là một sản phẩm flagship thì tất nhiên là mình phải soi kỹ từng chỗ một rồi. Đó chính là con này nó có một âm lượng khá to, chất âm sáng, nên là để ý thì các bạn sẽ thấy nó hơi bị rì nhẹ khi mà để mát âm lượng. Bass đập rất có lực, cùng với đó là tổng thể nó vẫn đảm bảo được chất lượng chi tiết ở mức khá tốt, trong trẻo và tách bạch. Âm trường nó cũng không quá rộng nhưng nó vẫn đủ để chúng ta có thể cảm nhận được từng cái tiết tấu trong bài hát. Và nó tại vì là nó là một chiếc flagship của Dell cho nên nó có cái phần mềm audio của Dell nữa. Nó hỗ trợ giúp cho các bạn có thể là tùy chỉnh sao cho nó phù hợp với từng dụng nhạc các bạn nghe luôn. Tương tự như là kiểu loa P&O trên HP vậy. Cuối cùng thì sẽ là về phần pin. Chiếc XPS 13 này quả thật là nó có một cái thời gian sử dụng rất ấn tượng. Đọc đâu đó trên mạng thì bảo rằng là luôn luôn là sẽ sử dụng từ khoảng đâu đó 15 tiếng. Nhưng mà thật sự ấy, trải nghiệm thực tế con này nó chỉ là 6 tiếng thôi. Mình cũng khó hiểu là tại sao là những nhà công bố họ luôn công bố theo cái kiểu là thời gian sử dụng pin nó khủng và nó khó tin đến mức như vậy, trong khi trải nghiệm thực tế thì nó không đến như thế. Nhưng đối với 6 tiếng thời gian trải nghiệm thực tế thì như vậy nó đã quá đủ và gần như là nó quá khủng rồi. Nó cho thời gian rất ấn tượng trong cái các dòng laptop doanh nhân văn phòng rồi. Gần như là không có gì để chê cả. Hơn 6 tiếng là một điều rất ấn tượng cho một chiếc laptop nhỏ gọn như thế này. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái mẫu laptop Dell có thể xoay màn hình 360 độ như thế này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.